Ronaldo vẫn xuất sắc nhưng không còn là trung tâm của Juventus nữa. Cristiano Ronaldo đã ngồi dự bị trong trận đấu mở màn mùa giải mới của Juventus. Phó chủ tịch Pavel Nedved lên tiếng chấn an dư luận về việc siêu sao người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị như sau: "Huấn luyện viên trưởng đã cố gắng sử dụng đội hình xuất phát tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi có thể xác nhận rằng Ronaldo sẽ ở lại trong mùa giải này. Và nếu anh ở lại Juventus, ta có thể thấy anh không còn là trung tâm trong lối chơi của đội bóng nữa. Huấn luyện viên Max Allegri đã cho thấy ông sẵn sàng gạt bỏ một siêu sao để dung hòa lối chơi của tập thể. Trong mùa hè vừa qua, ông đã yêu cầu tân giám đốc thể thao Federico Cherubini tìm một tiền đạo mới bất chấp tương lai của Ronaldo vẫn chưa rõ ràng. Trong đội hình của Juventus bây giờ, Dybala sẽ là hạt nhân trong lối chơi và những cầu thủ trẻ trung hơn như Federico Chiesa, Dejan Kulusevski sẽ được tin tưởng nhiều hơn. Tuy nhiên, họ cũng không phải những mẫu cầu thủ yêu cầu đồng đội phục vụ mình. Với tiếng nói lớn hơn sau khi trở lại, giờ đây, Allegri không ngần ngại thể hiện quyền lực của bộ đội viên trưởng gạt bỏ siêu sao lớn nhất lên ghế dự bị. Tất nhiên, Ronaldo vẫn đẳng cấp và sẽ vẫn mang lại giá trị cho đội bóng. Tình huống anh ghi bàn hụt là một minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, giờ đây anh chỉ là một mắt xích của hệ thống, thay vì là cánh trục để tất cả xoay quanh.